你编号多少？0073。你去过台湾了吗？bạn đã đi qua Đài Loan chưa? Chưa. Tha mới chi cua. Thì ra Đài Loan hiểu chinh chia phần hiểu mà. Ở Đài Loan em có người thân bạn bè không? Không. Tha mới hiểu. Nhi huy châu nhanh hơi chiều mà. Em có biết hút thuốc lá uống rượu không? Không. Tha bú huy. Nhi mua chén ra Việt Nam xua sở mơ không chua? Ở Việt Nam thì em làm công việc gì? Làm. Tha sư Han Cung. Ý cơ yuê chi chuyển tư sản? Một tháng lương ăn được bao nhiêu tiền? 4 triệu. Bài mấy yuan? Tại Đài Loan công tác, nếu của phụ chủ yêu cầu nghỉ phép hoặc trả ban, nghỉ yên nhi mà? Ở Đài Loan, nếu mà chủ yêu cầu phối hợp tăng ca em có đồng ý không? Có. Tha Jenny. Tôi xin thiên viên sư được công tác, nếu hay có sẵn vấn đề mà? Buổi phỏng vấn ngày hôm nay em có thắc mắc gì không? Không. Tha mới hiểu. Tâu chinh thu lơ mà? Đều hiểu rõ rồi chứ. Hiểu. Tha tâu chinh chủ lơ. Chinh thiên lý hồi đá đợi vấn thí, yêu lão sứ, chê sứ, bố nâng chi phiên. Nhi chú tao mà? Buổi phỏng vấn ngày hôm nay, tất cả các câu trả lời em phải hoàn toàn trả lời đúng sự thật và không được nói dối, em có biết không? Biết. Tha chú tao. Xin.